đây anh em xem đấy, nếu vào tay thì bao giờ mới được một mảng rừng như vậy, mà phải người sàn cát, người chở, người cất, người đùn rất là nhiều công đoạn. Bác Điểm, phỏng vấn bác Điểm tí. Bác thấy máy móc này dùng có ổn không bác? Tuy nhiên là có hoàn hảo rồi. Bởi vì đây anh em nhìn này, có làm anh em sợ. Một ngày giữ chắc từ trên nóc xuống đây. Nếu như để mà sàn cát trở lên nữa, từng năm anh em sợ thì cũng không thể sàn cát mà trở lên được. Nên là vừa không phải sàn hai người sự mà có năm anh em sợ. Một ngày rưỡi chát từ cái nắp đây, 5 tầng. Đây là khối lượng chát của một ngày rưỡi và lập tạo. Đây là chưa có đánh bóng, đây là chưa chát trơn rồi. Chát phần thô đấy. Chát thô. Cũng ngày rưỡi, dài 13 mét, cao 5 tầng. Nghĩa tầng cao 4 mét, 38. Là khối lượng việc nó cũng rất là lớn. Cao khoảng 17-18 mét. Và 5 anh em thợ làm trong vòng 1 ngày rưỡi. Đây là 10... Đây đất. Vâng. Là... không lo vì vấn đề về đầu tư, bởi vì tớ thì cũng tìm hiểu về nhiều loại máy, tớ rất thích, tớ nhìn thấy cái máy này trên mạng phát là tớ đã đặt gọi điện mua ngay. Thế chứ cũng tìm hiểu rất là nhiều loại máy mà lần đầu tiên tớ nhìn thấy này là tớ thích, bởi vì thực ra trên thị trường bây giờ nó nhiều hãng máy, rất nhiều máy, cũng có rất là nhiều hãng máy gọi điện về hỏi thăm để chào bán, nhưng mà mình không thích cái máy của các hãng khác, bởi vì cái này nó nên là cái tốc độ của nó rất là cao. Vâng. Và thứ hai là nó không rơi, có độ rơi xuống đất. Vâng. Cứ mỗi một tầng giáo này phun xong cán xuống đất nó rơi khoảng một rùa thì không vâng. Có gì là nhiều. Nên là anh em đầu tư thì thoải mái. Vỡ nên... rơi thì chủ yếu là do bị cán nó rơi. Do bị cán rơi đấy, không mình phun nó đều nữa, nó không có đâu một rùa để một cán. Vâng. Nên nó không có rơi. Vâng. Nếu mà chất trần thì anh em chọn vữa khô lên một tí là phát thoái. Có một trần khoảng 40 mét vuông, anh em phun trong vòng khoảng 40 phút là xong một cái trần 40 mét vuông, xong là đợi cán gạt cho anh em là xoa thôi, chứ không phải mất nhiều thời gian lắm, rất là nhanh. Đây là đầu giờ là vữa chưa đủ, máy trộn chưa đủ nên là nó còn đợi vữa lên đủ, còn tốc độ thì phun một tầm giáo này nó chỉ phun mất khoảng 20 phút đồng hồ, không phải 20 phút đồng hồ là xong. Kinh nghiệm mà chát cái này là phải chát cháy thì mới nhanh được. Chát cháy kể cả chát khoai thì nó mất thời gian thôi, từ đông người chát cháy là nó an toàn cho công trình, nhất là nó không bao giờ bị thấm. Vâng. Mà nó rất là nhanh, nó không bao giờ bị thấm cái tường. Vâng. Mà thẳng lên và chát cháy. Tường nó vừa đẹp và vừa tận dụng được cái năng suất của máy. Năng suất, cái cơ bản là cái năng suất của máy, bởi vì tường nó vừa đẹp vừa an toàn. Vâng. Đẹp cho chủ nhà. Nên chủ nhà khi đưa máy là vào chủ nhà rất là thích, bởi vì cái độ bám nó rất là hơn anh em cắt tay. Anh em cắt tay thì không thể nói là bạn độ bám bằng máy này được. Có thấy tường này nó ít vết nứt hơn đúng không? Không có vết nứt đâu, không có vết nứt nào, nếu cắt lại không có vết nứt nào. Nói về phụ gia thì một cái nhà 6 tầng như này thì nó không đáng bao nhiêu phụ gia cả, không hết 3 triệu, không hết một bao. Nên anh em cái phụ gia này nó không đặt thành vấn đề lắm. Cái vấn đề quan trọng là cái người sử dụng máy cho nó hiệu quả. Vâng. Quan trọng nhất là sử dụng nó đúng cách. Đúng cách, đúng hiệu quả. Thì lúc đấy, anh em nhìn đấy, chỉ cần tiết cho một lượt chi phí không đại, một lượt mỏng nữa. Ok luôn. Vữa không phải là vữa tốt đâu, vữa rất bình thường. Nên là có phụ gia vào làm sơn máy nhưng là cảm thấy vữa rất là rẻ, nhưng không vữa rất bình thường, không tốt lắm đâu. À, có 5 bác thợ với lại 2 bác phụ. 2 bác phụ. Vào 1 ngày rưỡi. 1 ngày rưỡi. 5 tầng. 5 tầng. 13 x 18 nó rơi vào tầm gần 250 mét. 1 ngày rưỡi anh em làm hơn 200 mét. Chắc khô. Sau đó là ra lại bằng vả 1-1. Tường rất là đẹp, nó bóng nó đều, nó không có vết lấp lai. Không có vết lấp lai là nghĩa là không có vết nứt, không bao giờ thấm.
Bác đánh giá chung là máy này là quá hoàn hảo rồi, không phải như cái máy này là rất là mỹ mãn. Và cái chăm sóc khách hàng thì quá là tốt, chỉ cần gọi điện trong vòng 10-15 phút là đã có mặt để... Thực ra nó không có lỗi gì, nó không có gì, còn cái đấy đơn giản mà anh em họ chưa biết. Còn nếu mà biết rồi thì nó xử lý đơn giản, nó không mất cái gì thời gian cả, hoặc là cái tốn chi phí gì cả. Nhưng mà chưa biết thì anh em gọi là rất là dễ xử lý, cần gọi qua video là cũng có thể xử lý được. Lần sau là cái này nó rất là dễ. Chứ cái này thì nó chỉ cần qua video hoặc là ấy là nó được mà. Nên là không lo gì cả. Đây anh em xem đấy. Nếu vào tay thì bao giờ mới được một mảng sườn như mà phải người sàn cát, người chỏ, người cắt, người đùn rất là nhiều công đoạn. Nên là đây chỉ xúc. Một giờ thì máy này nó ăn hết khoảng 15 bao xi măng. Nhất là 15 bao xi măng. Nên là rất là... 15 bao thì nó rơi vào tầm khoảng 2 khối, hơn 2 khối. Hơn 2 khối nữa. 15 bao xi măng là lo hết. Có máy có tốc độ để kịp cho anh em đổ vữa để thi công, đổ vữa thi công cho anh em thôi. Đấy là phun xong kia và phun xong được một là phun được ghế phun nên là rất là nhanh, anh em làm chứ không phải vào vữa nên là rất là mệt. Thứ hai là anh em giờ nó có cái dây nên là cá rất là nhàn lắm đấy, mà nó không mệt như ngày xưa vào tay xong rồi là vào tay xong rồi mới quay ra là cán trước kia thì rất là mệt, thời gian không được bao nhiêu. Và có thứ dây này mình không phải chờ, không phải chờ, nó ẩm thứ cán kia là nó bị sệ mà nó nhàn cho anh em, nó cứ mất sức. Đây, cảm ơn bác và ra đây cho anh em xem tốc độ máy xung. Nhớ ơi, đấy, tao lấy cái thằng dưới đây cái. Cái đơn dưới ruột. Nó muốn dưới cái đơn khô. Ờ, cái đơn khô. Áo này đi. Thank you.
Đây là bác Điềm, chủ máy. Chủ máy, tớ mua máy này, tớ tham khảo trên mạng, tớ thích máy này luôn. Rất cảm ơn bác. Nhiều hang máy, nhiều máy này làm rất hiệu quả. Rất cảm ơn bác ủng hộ công ty. Tất cả anh em nhé, cố gắng lên đầu tư.